Hoa Kỷ Nhĩnh Trang xin kính chào bà con nha. Hôm nay thì em có làm cái clip để chia sẻ giao lưu với bà con cái lô bông trang hồng phấn lá chung. Cây xanh sạch đẹp nha bà con, nó xanh mướt nè. Nhà quang vòng cho bà con coi. Đó. Nè, cây cao đẹp nè. Quay ngược nắng rồi hả? Cây cao đẹp. Đó. Thì cái lô này em bán cho bà con cái giá là 40.000 bao ship nha bà con. Bao ship đến tận nhà giá chỉ 40.000, không trả thêm khoản phí nào nữa hết. Nè, cái này em quay cho bà con coi. Cũng đa số là từ 2 tấc, tức là 1 gang trở lên đó. Đó. Cây nào cũng xanh đẹp gì nè. Thì em quay cận cảnh bà con thấy. Mình giới thiệu quá mà nó không đúng sự thật thì cũng đâu có được. Còn này là quay đúng hình, đúng hình đúng cây cho bà con coi. Này quay giữa trưa nắng, ánh sáng nó đủ, cây lá nó xanh, nắng nó hơi bị dẻo dẻo cái lá một chút, nắng mạnh quá mà. Này, như cái này cũng trên gan, cái này cũng phải ăn gan đó. Thì bà con có muốn mua thì liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0798716145 nha bà con. Em ở Tân Vĩnh. Thì mình mua lẻ em vẫn bán, mua sỉ vẫn bán, mua sỉ số lượng nhiều thì em bớt cho bà con luôn. Này nó có được cái bông nè. Có một cái bông mùa hả? Con này đang nụ. Cây đẹp nha bà con. Rồi em cũng xin nhắc lại là mình có muốn mua cái bông trái hồng phấn này làm giống thì liên hệ với em số điện thoại 0798716145 nha bà con. Giá 40.000 bao ship toàn quốc nha bà con. Ít nhiều gì em cũng bán cho em, bán là tôn trọng từ khách nhỏ tới khách lớn. Không có khách nhỏ làm sao mà có được những khách lớn. Mình phải tôn trọng từ người hết. Ra buôn bán thì lẻ sỉ gì mình cũng phải đáp ứng cho người ta. Rồi bà con có thích cái những cái clip mà buôn bán của em thấy được đó, thì bà con like cái kênh Hoa Kỷ Nhĩnh Trang, sau đó bấm cái chuông để tiện theo dõi những cái clip bán hàng tiếp theo của em nha bà con. Rồi em xin kính chào.